ngày 26 tháng 10, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mời làm việc đối với 9 đối tượng liên quan vụ nổ súng xảy ra tại công viên Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho vào ngày 24 tháng 10. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nhóm của Nguyễn Dương Thanh Lâm, biệt danh Long Sa Lộ, sinh năm 2003, cư trú phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, mâu thuẫn với Nguyễn Minh Thông, sinh năm 2001, cư trú phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 10, Lâm phát hiện Thông đến địa bàn phường 4, thành phố Mỹ Tho, nên điện thoại rủ một số đối tượng khác đến giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy nhóm của Lâm kéo đến, Thông điện thoại cầu cứu Phạm Vĩnh Phát, sinh năm 2003, cư trú phường 4, thành phố Mỹ Tho. Phát cùng một đối tượng khác đi xe mô tô đến. Hai nhóm gặp nhau tại công viên Tết Mậu Thân. Phạm Vĩnh Phát đã dùng súng, loại súng pháo bắn vào nhóm của Lâm, rồi bỏ chạy. Lúc này, Lâm bị thương. Nhóm Lâm cầm dao tự chế, đuổi theo Phạm Vĩnh Phát, gây mất trật tự trong khu vực.